Các bạn ơi, đến hẹn lại lên. Ngày hôm nay con chuột của tớ lại hết đồ ăn với cả là cám rồi. Nên là bây giờ chúng ta sẽ đi mua đồ cho bạn ấy nha. À, bạn sữa ấy các bạn. Này, ủa? Nghĩa là đóng cửa rồi hay sao mà thầy đóng cửa rồi các bạn ơi? Tại vì là mình mới đi từ quê xuống á, nên là mình thấy hết đồ. Ê, như này, mấy cái tên này đi ngủ rồi các bạn. Ui, trời ơi anh ơi, như này cái con chuột long xoăn này nhìn giống con cừu quá à. Anh sao anh nhìn con long xoăn kìa đang ở trong cái rổ ấy. Ê, nhìn đi anh, nhìn nó giống con cừu quá à. Sao lại có con chuột long xoăn đấy nhở? Con này đẹp. Đẹp á? Đâu em thử mở em nhé. Ê, các bạn ơi nhìn kìa. Đó, trời ơi tự dưng lại có một con chuột mà nhìn nó giống hệt con cừu luôn á. Hai con luôn chứ bạn. Sao nó lại long xoăn đấy nhở? Hay quá à. Đóng lại. Ở bên dưới là vẫn là những cái con đợt trước mình đi mua ấy các bạn. Tại vì chỗ này là nó, cửa hàng này là gần nhà mình. Thế nên là mình... À, đây là bây giờ là đổi thành mấy con thỏ rồi các bạn ơi. Đó, toàn là thỏ thôi. Cái này thì là chuột con này. Không biết là anh chị chủ cửa hàng đi đâu để mình vào mình gõ cửa xem nhé các bạn. Gọi điện được mà, gọi điện đi. Anh chị ơi, mình vẫn thấy quạt bật ở đấy nhưng mà chắc anh chị ấy ở trong nhà. Các bạn ơi, tối rồi thế nên là có mấy bạn đang tập thể dục này. À, các bạn nhìn này. Mấy bạn đang chen chúc nhau ở trên cái vòng xoay á. Còn ở trên chung cư tầng cao hơn thì là các bạn ấy, một số thì đang bắt đầu trải lông để đi ngủ. Còn các bạn ở phía dưới thì đang đuổi nhau, chen chúc nhau lên cái đấy. Ê, có một bạn bị dẫm rồi. Ôi, các bạn ơi nhìn kìa, đang chen chúc nhau. À, cái vòng kia nó cứ xoay xoay. Mình cũng muốn mua một cái đấy cho bạn sữa nhà mình, nhưng mà bạn sữa to quá nên là bạn ấy không xoay được cái đấy các bạn ạ. Còn mấy bạn ở trên tầng chung cư cao cấp hơn này, à, đang chuẩn bị để đi ngủ rồi. Úi trời, sao mà lên đơn giản dễ dàng đấy nhở. Chen chúc nhau luôn các bạn ơi. À, cái này hình như là ở đây để ở lồng này mọi người có thể đến xem này rồi có thể mua luôn. Không biết là một bạn này là bao nhiêu tiền đây nhở, mình cũng không hỏi nữa các bạn ạ. Các bạn ơi, còn đây là mấy bạn thỏ này. Đó, sẽ có chuồng bạn chuột và bạn thỏ riêng. Ơ, bạn kia thì như bạn ấy đang ngủ hay sao ấy các bạn ạ. Còn mấy bạn thì đang tranh thủ ăn, các bạn ấy thì ăn cỏ này. Các bạn chuột ở đây thì rất là dễ thương. Anh ơi, nhìn thẳng ở bên dưới kìa. Bên dưới đang ăn cỏ kìa. Đây là các bạn thỏ nó... Đâu, chuột mà. À, chuột. Một bạn đang ăn cái cỏ rất là to luôn các bạn ơi. Đấy, mấy bạn tham lam nhảy luôn vào trong cái bát ăn luôn. Tham quá không cho ai ăn cùng luôn. Cho anh Tiến ăn cùng nha. Không. Em ơi, ở đây có chuột này, có thỏ này, và các chú chuột con này. Đẹp không? Không đẹp bằng anh. Không đẹp bằng anh nhỉ? Anh có muốn lấy thêm về để nuôi không? Anh đang nuôi một con chuột rất to ở nhà. Giờ thì tại vì công việc cũng bận ấy, sợ là không nuôi được. Em đúng có muốn rồi. Nuôi không? Không, em chỉ nuôi mỗi sữa thôi là được rồi. Em sữa ở nhà thì... phải chịu khó tắm rửa rồi ăn no đi ngủ sướng lắm các bạn ạ. Đi mua luôn. Nay mình đã cho em sữa ăn rất là nhiều dưa. Đúng rồi. Chuột to quá. Đây này, đồ ăn cho chuột nhá, bao gồm cả hướng dương, thập cẩm luôn. À, các loại hạt. Các loại hạt cho chuột. Hôm mai mình cũng mua hướng dương về cho chuột nhà mình ăn đi. Toàn là đồ gặm nhấm thôi. Các bạn ơi nhìn này, đây là cái gỗ nén để cho bạn ấy đi vệ sinh ấy các bạn ạ. Không có cái này á, bạn ấy đi vệ sinh thì nó bẩn lắm. Cái này là một cân là 10.000 các bạn ơi. Đó. Nuôi chuột thôi mà cũng rất là tốn kém đấy các bạn. Không như mua cái này nha, còn phải mua túi lót này rồi là mua cả cỏ cho bạn ấy ăn nữa chứ. Ui, các bạn ơi nhìn này, wow, các bạn giống như là kiểu là những cái người leo núi ấy các bạn. Nhìn này, bị rơi rồi.
Còn bạn này leo lên là biết cách để leo xuống các bạn ơi. Còn bạn nào mà như này này, nhìn thấy anh ơi. Đó. Bạn nào mà kiểu là không được khéo léo thì là mỏi quá thế là thả tay luôn các bạn ạ. Đấy. Như này, ôi, nhanh chưa, không biết là bạn ấy buông tay hay là... À, các bạn ơi, như này, bạn ấy sẽ leo theo cái dọc dọc này nha. Đó, anh ơi, như này. Ôi giời ơi, rồi rồi. Có bạn biết leo lên và leo xuống đấy các bạn ạ. Đây này, ủa nhanh chưa? Chứng tỏ là rất là quen thuộc với cái công việc leo núi này rồi. Leo chuồng chứ nhỉ? À, bạn ấy là bạn ấy thử cắn cái sắt thì sao ấy, đúng không? Từng thanh sắt một xem có cắn được không? Các bạn ơi, mua xong rồi các bạn ạ. À, mua cho bạn ấy cỏ này, sau đó là gỗ này với cả túi đựng nữa là hết 100.000 nha. Hôm nay thì rẻ hơn hôm trước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà với bạn sữa nhé.